Hello, em lướt vlog cho mọi người. Em lên cho mọi người một con Super Cup Custom 70cc đời 1998. Con này là mới rớt xuống luôn, mới xuống cong, em ra quay luôn, chưa có vệ sinh, chưa rửa nước gì nha. 98, 99, 2000, 2001 là đùm lớn. Xe hiện đang ở Campuchia nha mọi người, em hỗ trợ ship toàn quốc, giấy tờ thì anh em tự lo, anh chỉ bán cái xe thôi nha. Ship toàn quốc, ở đâu cũng ship được ha, 64 Trân Thành. Việc giấy tờ thì anh em nên cân nhắc ha, với lại anh em mình hỏi anh giấy tờ làm sao nó sẽ mất thời gian hai bên luôn. Rồi, cái yên quá trời khích mọi người, thùng xăng đẹp, nắp xăng đẹp ha, mấy cái này 7 màu hết, yên đúng luôn, 98, yên hơi xe luôn ha, con này rất là đẹp, 1.000 mấy trăm cây số. Bao tay gai góc đầy đủ luôn, dẻo nhẹo luôn ha. Từng chiếc chữ nhẹ đầy đủ ha. Những cái nút kèn như thế này rất là đẹp, keo còn bóng luôn. Mặt đồng hồ xịn sò luôn. Mấy chữ này rất là đẹp ha. Nó vàng sơn si thì khỏi phải nói luôn. Này là màu xanh da chai nha mọi người. Xanh vỏ dưa, xanh da chai của Custom nha. Màu xanh này nó sẽ khác màu xanh của chiếc 86. Cái này nó đậm hơn xíu, nhưng mà cái màu này nó rất là ăn khách. Zin 100%. Mấy con cúp 70 hôm qua em bán hết rồi. Bây giờ lôi từ con ra bán vậy. Cầm zin, đùng zin, nước sơn zin hết nha. Cái này. Đá vỏ, đá này cái này nè. 98. Đầu bò này chưa xử lý, chưa rửa luôn nha mọi người. Cái này rửa ra rất là bóng nha, tại vì nó còn keo, mọi người thấy không? Đó. Thì chưa rửa đâu. Rất là đẹp. Con cờ còn cao ngun ngút luôn. Ốc đầu bò nó sáng bóng hết luôn nha. Những chi tiết nha. Cái ron này rất quan trọng nha. Ron này còn lượng chiếc xe đi rất là ít. Mấy cái này 7 màu hết nha. Ốc sáng. Ốc nhớt luôn, còn 7 màu luôn nha. Ốc cam này kia. Ốc zin. Xe nó sơn si zin nè mọi người, xe nó ra nắng này, cái màu này nó zin. Ca may rất là đẹp ha, sơn da chai ca may rất đẹp. Xe đi ít nè. Cốp nổi đời 98. Sơn si zin. Càng số đẹp càng thắng cũng đẹp luôn. Ốc bán 7 màu. Cốp gấp 7 màu. Cốp chống đứng 7 màu luôn nha. 70cc, C70. Với con 70 bán rất là chạy, tại vì hút hàng lắm mọi người. 90 với 50 thì em có nhiều, 50 này cũng ít lại. Em chỉ làm 90 với 70 là nhiều ha. Hộp sơn zin luôn, miếng sơn zin luôn. Thùng xăng đẹp nha mọi người. Mấy cái khoen này, cái đời thấp đó là nó màu vàng nha, cái đời cao thì nó màu trắng. Những cái gì em biết em sẽ nói trên clip, từ clip nha, mọi người nhớ chú ý ha. Mọi người có yêu mến em thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký ha. Để em có động lực em ra nhiều clip thêm cho mọi người tham khảo. Mấy con này ra nắng thì tuyệt vời luôn mọi người. Đó. Chiếu chiếu ống ánh, ống ánh. Cái dè nó nè mọi người. Màu này rất là đẹp. Bên đây nha, đèn 7 màu, bình xăng 7 màu ha. Ốc tán đầu bò rất là đẹp, liền theo năm tháng nha, gai càng thắng càng số rồi ok hết. Ốc chỉnh nồi chưa chỉnh luôn nha, sơn zin. Ốc tán 7 màu, cốp nổi đẹp này, cái khóa yên, cái gam còn màu xanh, xe này chưa có dọn rửa vậy. Zin 100%, bô gô si, cái bô còn đẹp nha. Bô đời này bắt đầu bô đời 98 này là có bát nha. Đời thấp thì nó không có, đời thì nó có. Con này hình ảnh chi tiết em có bên Zalo nha mọi người, nhớ đây hôm qua đó tham khảo. Cái cốt chống đứng 70, 7 màu nha mọi người. Cái bình nó hơi yếu.
từ bên Nhật về khoảng 45 ngày vậy. Rồi chi tiết liên hệ em ha. Số điện thoại em để trên màn hình, cộng 84946795678, số điện thoại Việt Nam một cái. Một cái nữa là cộng 855978685678, cái đó số điện thoại Campuchia ha. Hai cái đều có Zalo, mọi người gọi số nào cũng được hết ha. 70cc 1998. Mạnh cực kỳ. Khi mặt đồng hồ còn đỏ luôn nha. Gai cùng kiết chữ nghĩa đầy đủ. Sơn suy jean đẹp. Một con xe vừa mới rớt công, chưa làm gì hết nha mọi người. Mọi người quan tâm thì cứ liên hệ em nha, để em báo cái giá ship cận cảnh cụ thể nhất có thể ha. Rồi em hỗ trợ ship toàn quốc nha, giấy tờ anh em tự lo. Xin chào mọi người. Xe hiện ở đang Campuchia nha. Mọi người quan tâm cứ liên hệ em nha, để tư vấn về báo cái giá ship thấp nhất có thể nha mọi người. Chiều nay em có lên con 86 90 xanh giữa dưa, mọi người nhớ đón xem nha.